Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món bánh khoai chiên giòn. Chiếc bánh khoai vàng ươm giòn rụm, chấm kèm với một chút tương ớt là một món ăn vặt vô cùng tuyệt vời. Nguyên liệu để làm món bánh khoai chiên giòn này gồm có 800g khoai lang, mình sử dụng khoai lang Nhật ruột vàng, 100g bột chiên giòn, 20g bột nước cốt dừa, 50g bột nếp, 50g bột gạo tẻ, 50g bột mì, 100g bột năng, 25g bột sư tử hay còn gọi bột ly ông đấy các bạn, 50g đường, 1 thìa cà phê bột nở, 2 thìa canh sữa đặc, 1 thìa canh muối, 350-400ml nước. Giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một tô nước, cho vào cùng một thìa canh muối, khuấy đều cho muối tan ra. Khoai lang thì các bạn gọt bỏ vỏ. Các bạn ngâm khoai lang vào trong tô nước muối pha loãng là đã chuẩn bị sẵn. Khoai lang các bạn có thể bào sợi hoặc là thái sợi mỏng ra. Ở đây thì mình sẽ thái sợi tại vì con dao của mình ấy vào sợi thì nó lại nhỏ quá, sợi nó nhỏ quá, nó không ngon các bạn ạ. Mình sẽ thái khoai lang ra thành các miếng mỏng, sau đấy thái thành các sợi nhỏ. Khoai thái xong rồi thì mình sẽ ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng chừng 15 đến 30 phút. Tiếp theo mình sẽ pha bột. Mình cho tất cả các loại bột mình đã chuẩn bị sẵn vào. 50g bột gạo, 50g bột mì, 100g bột năng, 100g bột chiên giòn, 50g bột nếp, 20g bột nước cốt dừa. Nếu không có bột nước cốt dừa thì các bạn có thể cho nước cốt dừa vào cũng được. 25g bột sư tử. Bột sư tử sẽ có cái màu hồng nhạt như thế này này các bạn. Một thìa cà phê bột nở, 50g đường, 2 muỗng canh sữa đặc, 1/4 cup. Sau đấy mình sẽ cho từ từ nước vào. Lượng nước dao động từ 350 đến 400ml. Vừa cho các bạn vừa khuấy đều. Thank you.
350ml nước nhé các bạn. Giờ mình sẽ mang khoai đi rửa sạch và để ráo nước. Khoai rửa sạch rồi thì mình sẽ cho vào một cái âu lớn. Sau đó mình cho hỗn hợp bột đã pha vào cùng. Sau đó mình sẽ trộn đều lên. Chiên cho đến khi thấy chiếc bánh khoai vàng giòn hai mặt là được. Thấy bánh khoai của mình như thế này là được này các bạn. Bạn nào mà muốn ăn bánh khoai mềm thì các bạn cho nhiều bột vào. Còn bạn nào mà muốn ăn những chiếc bánh khoai giòn giống như mình này, các bạn cho ít bột thôi. Chiên xong rất là vàng này các bạn. Các bạn cứ chiên như vậy cho đến khi hết nhé. Và đây là đĩa bánh khoai lang chiên giòn mà mình vừa hoàn thành. Các bạn có thể thấy chiếc bánh vàng ươm. Mình sẽ lấy một chiếc bánh lên để cho các bạn xem này. Giờ mình sẽ ăn thử nhé các bạn. Các bạn có thể thấy bánh rất là giòn. Bánh giòn rụm. Khi ăn thì mình thường hay chấm kèm tương ớt. Bánh giòn tan, bở thơm vị của khoai lang. Khi ăn thì các bạn sẽ cảm nhận thấy một chút hương vị của sữa đặc và nước cốt dừa. Thơm nhẹ các bạn ạ. Bạn nào mà thích ăn ngọt ấy thì các bạn cho thêm đường hoặc sữa đặc vào nhé. Bánh của mình như thế này là mình làm để ăn kèm với lại là tương ớt các bạn. Đấy, các bạn thấy bánh rất là giòn này. Vậy là mình đã cùng với các bạn hoàn thành xong món bánh khoai lang chiên giòn rồi. Hy vọng rằng với những chia sẻ của mình hôm nay thì các bạn có thể làm được những chiếc bánh khoai lang chiên giòn thật ngon, thật giòn để cùng với gia đình thưởng thức nhé. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm món bánh khoai lang chiên giòn này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.